đài đang cho hai đội chuẩn bị chào khán giả để bước vào trận thi đấu đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay. Và đồng thành phố Di An vẫn mở cửa tự do để chào đón tất cả quý vị khán giả đến từ khắp mọi miền đất nước về để theo dõi giải vô địch bóng đá thành phố Di An năm 2023. Ra sân với trang phục màu xanh, quần xanh, tất đỏ ở phía bên tay trái của ban tổ chức là đội phường Tân Bình. Ra sân với trang phục màu cam, quần xanh đen ở phía bên tay phải ban tổ chức là câu lạc bộ Di An Olympic. Sự quyết tâm thể hiện của đội Di An Olympic không biết có làm nên điều gì hay không. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi. Đề nghị trọng tài cho đội Di An Olympic vào sân đi. Chúng ta không có để trận đấu kéo dài thời gian. Đề nghị đội trưởng của đội Di An Olympic chúng ta phải tuyệt đối chấp hành yêu cầu của tổ trọng tài cũng như của ban tổ chức. Đề nghị huấn luyện viên của đội Di An Olympic chúng ta phải luôn luôn chú ý. Như vậy hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Thank you.
đội Gian Olympic đã phạm lỗi với Tân Bình. Tân Bình đang được hưởng quả đá phạt. Thời tiết rất nắng nóng. Sẽ tăng lên theo thời gian. Sự quyết tâm của hai đội bóng để tranh giành đội nào sẽ lọt vào vòng bán kết, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi sau tiếng còi kết thúc của trọng tài. Tình huống tấn công rất nguy hiểm của đội Tân Bình, mang thật đáng tiếc cho đội Tân Bình. Dù cố gắng nhưng cầu thủ mặc áo số 8 cũng không thể theo kịp được tình huống băng ngang. Vì môi trường xanh sạch đẹp, ban tổ chức yêu cầu tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là ban huấn luyện ở khu kỹ thuật, nếu đội bóng nào chúng ta hút thuốc dưới đường biên, đề nghị trọng tài chúng ta chấm điểm. Ban tổ chức chúng tôi sẽ xét đội nào vào vòng bán kết nếu như hút thuốc ở dưới khu kỹ thuật làm ảnh hưởng tới đường biên của chúng tôi. Đề nghị đội trọng tài chúng ta tuyệt đối phải yêu cầu những gì ban tổ chức đã thông báo. Đội bóng nào hút thuốc ở khu kỹ thuật và đường biên thì trọng tài sẽ chấm điểm. Với các đội hòa, chúng tôi sẽ xếp tới chỉ số fair play bằng những hành động, bằng những tác phong của đội bóng tham dự giải vô địch bóng đá thành phố Hội An năm 2023. Thank you.
Đang được hưởng quả đá phạt góc. Song song với trận đấu giữa đội Dĩ An Golden Tech và phường Tân Bình, thì bên trong nhà thi đấu đa năng của thành phố Dĩ An vẫn tiếp tục diễn ra giải vô địch bóng đá Busan nam nữ. Thank you.
rất nguy hiểm. Nhưng cầu thủ của đội Tân Bình lại sửa bóng đi ra ngoài. À, đề nghị ban huấn luyện của đội Gian Olympic chúng ta có thay đồ. Anh Viên đây. Viên khi mà đội bóng của mình thay đồ trang phục những cái bình túi đi đâu này nó bay tùm lum này. Đề nghị đội bóng chúng ta phải tuyệt đối chấp hành chứ không phải tới đây để xả rác ra sân vận động thành phố Gian. Bên tay rồi anh em ạ. Bên tay rồi. Các cầu thủ luyện. Cái đội đâu giải người. Tất cả các đội bóng tham dự phải tuyệt đối chấp hành. Vâng, như vậy tỷ số đã được cân bằng cho đội Tân Bình. Ghi bàn mang số áo 24. Mình bên này đúng là đi độ không tập trung hoặc mất tập trung thì tỷ số sẽ tiếp tục đang đá hoặc nhân lên. Đang đá gọi tên đội người ta sao người ta tập trung đá được. Thi đấu thì bình luận viên này phải tập trung nghe tiếng còi của trọng tài nên không nên bình luận một trận nào nữa.
vị và các bạn tiếp tục trở lại sân vận động thành phố Nhi An để theo dõi hiệp đấu thứ hai giữa hai đội phường Tân Bình và câu lạc bộ Nhi An. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, đội Tân Bình đang tạm dẫn câu lạc bộ Nhi An United với tỷ số 3-1. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu giữa đội phường Đông Hòa và câu lạc bộ Trúc Bình. Ở bảng A, câu lạc bộ TMH gặp đội thành phố Nhi An. Chiều nay vào lúc 14 giờ sẽ có ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng tới để hát ủng hộ cho 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết. Vì vậy quý vị và các bạn hãy tuyên truyền, nhắn tin, gọi điện, gửi Zalo bằng các phương pháp hình thức đa dạng nhất để chúc mừng cho 4 đội bóng buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay. Hiện nay đang tạm dẫn với tỷ số 3-1. Đây là cuộc điện đàm từ Ủy ban phường Tân Bình về sân vận động thành phố Nhi An. Nếu đội Tân Bình thắng với tỷ số 8-1 thì mỗi cầu thủ sẽ được tặng một con heo sữa. Đó là một liều thuốc bổ cho các cầu thủ của đội Tân Bình. Điện đàm từ Ủy ban dân phường Tân Bình. Đây là một đội bóng với liều thuốc rất cao. Ngoài nhiệm vụ như vậy, hiệp thi đấu thứ hai được bắt đầu. Đội Tân Bình nếu thắng 8-1 thì sẽ đi xe không phải đổ xăng. Đó là một tinh thần động viên cho các cầu thủ rất tốt. Làm gì có cái cụ hả? Bên người ông chém gió thì thật. Thắng phải coi thắng 8-1. Coi thường cho người ta vừa vừa ấy. Láo rồi chứ. Điện viên gì đâu. Chưa thấy cái điện viên nào mà rơi giấy cái điện viên này. Đấy hả? Cố gắng. Rồi đổ xăng. Xăng rồi. Phải đi đâu. Đã đàng hoàng tôn trọng đội người ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8 ra nghỉ, số 9 vào sân. Thank you.
Gian Olympic có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8, Giang Nghị, số 21 vào sân. Có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 20, Giang Nghị, số 11 vào sân. Yeah.
Vâng. Đã lâu chưa? Mùa giải đến nay chưa cầu thủ nào của đội mình lại ghi vào
lưới của đội mình. Cho nên có lẽ đội Tân Bình cũng rất muốn ghi bàn thắng vào mang tận đắc tiếp cho đội Di An. Tân Bình có sự thay đổi cầu thủ số 12 Giang Thị và cầu thủ mang áo số 26 vào sân. Số 21 vào sân.
bàn ban tổ chức để nhận danh sách đăng ký thi đấu đội Bình Thắng. Mời huấn luyện viên của đội Bình Thắng.